Tú ơi, chia sẻ một chút xíu về cái MV của mình, của Bội Nhã. Vân Tú gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì thật sự đây là một cái sản phẩm phải nói là rất là ý nghĩa với Tú, bởi vì là coi như là 12 năm làm nghề nghệ thuật thì đây là gần như là họp báo đầu tiên của Vân Tú, họp báo chính thức ra mắt sản phẩm. Thì Tú đã ấp ủ một sản phẩm như thế này đã rất là lâu rồi. Có thể là mọi người sẽ thấy Tú đi dự những cái họp báo, có thể là mang cái mác của Vân Tú, nhưng mà đó là những cái bài mà Tú sản xuất cho những người nghệ sĩ khác. Thì ngày hôm nay thì lại là một bài do chính Tú thể hiện, cho nên là thật sự là sự có mặt của mọi người rất là ý nghĩa với Tú. Nhưng mà từ một nhạc sĩ mình chuyển qua thành ca sĩ, mình có những cái lợi thế và những cái nào gọi là ưu thế của mình không ạ? Thật sự thì ca hát là một trong những cái đam mê rất là lớn trong nghệ thuật của Tú từ khi mà còn rất là bé rồi. Thì không phải là Tú chuyển qua để làm ca sĩ, mà là Tú vẫn là một nhà soạn nhạc. Tuy nhiên là để mà soạn nhạc ra mà mình cảm thấy là mình vẫn có một cái khả năng ca hát, gọi là trình bày cái ca khúc của mình một cách sâu sắc nhất thì mình vẫn muốn. Cho nên là sản phẩm lần này cũng là một sự thể hiện tình cảm, để đáp lại tình cảm khán giả đã chờ đợi rất là lâu rồi, từ khi bài hát đầu tiên là giúp anh trả lời những câu hỏi. Thì trong đây em thấy có sự phối hợp của Hiền Hồ với lại Diễm My, anh có thể chia sẻ về những cái nhân vật này một chút xíu chia sẻ về nhân vật thì chắc là mọi người đợi xem nội dung MV rồi chắc là sẽ biết nhiều hơn, và chắc là sẽ nói về cái cơ hội hợp tác đi ha. Thì thật ra Diễm My là một người làm mình rất là mê Diễm My, xem Diễm My diễn rồi rất là thích cái bề ngoài của người con gái này, thì mình cảm thấy là mình muốn có một cơ hội gì đó hợp tác. Thì không ngờ sao mà may mắn quá là khi mà Tú đặt điều kiện hợp tác với Diễm My thì Diễm My cũng không có chần chừ gì hết, Diễm My chấp nhận ngay. Còn Hiền Hồ thì Hiền Hồ thì lúc nào cũng là một người em cũng hỗ trợ cho Tú trong tất cả mọi thứ và ủng hộ Tú từ những cái ngày mà Tú còn đang sản xuất nhạc nhiều á. Thì là Hiền Hồ rất là ủng hộ Tú và nói là một ngày nào đó anh nên có một sản phẩm cho riêng anh, và ngày hôm nay là ngày chắc là không những Tú vui đâu mà Hiền Hồ cũng vui lắm. Dạ, thì không biết là trong cái lúc mà mình quay MV á, thì mình có gặp những cái khó khăn gì không, hoặc là có cái kỷ niệm gì anh muốn chia sẻ đến khán giả ạ? Giống như có một cái kỷ niệm mà Tú muốn chia sẻ, đó là Diễm My luôn mang đến cho Tú rất là nhiều bất ngờ. Cái bất ngờ đầu tiên là đã nhận lời mà không có đắn đo, không có suy nghĩ gì hết, nhận lời một cái rụp luôn, là tôi cảm thấy là rất là bất ngờ, cảm thấy rất là vui. Và cái bất ngờ tiếp theo đó là lát nữa mọi người sẽ coi, nó có một cái cảnh, là cái cảnh đó là sau cái cảnh đó chỉ còn có ba cảnh nữa thôi. Thì Diễm My là đứng trong mưa đó, đi ở dưới mưa đó, thì Diễm My nhập tâm lắm, đi ở dưới mưa thì đi thì đạo diễn kêu cắt cơ với ông đi họ đi ra xe đóng cửa lại đi về luôn. Tại vì Diễm My thật ra là tới là bữa lúc là 2 giờ đêm rồi, mà 4 giờ thì Diễm My phải đi công việc tiếp nữa. Cho nên là lúc đó là chắc là giúp Tú tới đó thôi, chứ còn Diễm My cũng hết sức rồi. Cả đàn là chưng hửng luôn, còn tới 3 cảnh nữa. Đúng là một take ăn ngay luôn á, bởi vì là muốn take thứ hai cũng không được nữa. Sự đặc biệt chắc là phải để cho khán giả nhận xét quá, nhưng mà đối với riêng Tú thì có một cái món quà nho nhỏ trong cái bài hát này, đó là có rap ở trong đó. Thì tôi nghĩ là nó sẽ mang đến chút gì đó thú vị cho khán giả. Động lực giảm cân thì thật sự là cái điều đầu tiên á, là tôi muốn nghĩ đến cái sức khỏe của mình là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai á, là tôi muốn tôn trọng khán giả của mình, bởi vì là khi mà mình muốn đứng trên sân khấu, muốn trình diễn thì ngoài âm nhạc ra thì khán giả cũng cái phần nhìn của mình dành cho khán giả cũng phải tốt. Và cái thứ ba thì chắc là anh ruột của mình là một người gọi là truyền cảm hứng cho mình rất là lớn để mình làm điều này. Trong hoạt động sau rất lâu năm thì anh có dự định sẽ ra một thời gian hoặc là một cái album? Một chút nữa thôi, thì sau khi mà mình giới thiệu cái MV của mình đó, thì mình sẽ có một cái poster chiến lược của mình cho đến cuối năm 2021 được. Cho nên là chắc là hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy thú vị và đồng hành chung với Tú cho tới lúc đó. Dạ, vậy ngoài cái lý do là muốn làm ca sĩ thì không biết là có cái lý do nào khác không? Quyết định là mình xuất hiện trước công chúng vì ca sĩ được chú ý nhiều hơn hay là chỗ nào?
Chắc có lẽ cái ngọn lửa đam mê là cái lớn nhất để Tú nghĩ đến chuyện là Tú sẽ thể hiện cái ca khúc của mình, đó là cái đam mê lớn nhất. Anh mời Diễm My với lại Hiền Hồ có khó không? Hồi nãy mình có chia sẻ rồi á, thì là một người giống như Diễm My á thì đồng ý là coi như là không có đắn đo luôn á, còn Hiền Hồ thì lúc nào cũng ủng hộ cho mình hết. Mời Diễm My vậy anh có thể tiết lộ cái cát-xê của khi mà mời Diễm My. Diễm My á, thật ra là giúp cho Tú là không có lấy lương luôn á. Là Diễm My là giống như là một người rất là yêu mến cái âm nhạc của Tú. Và Tú thì cảm giác là những Tú nói đó rất là hâm mộ cái sự nghiệp diễn xuất của Diễm My. Từ sau khi cái hit đầu tiên tới bây giờ là một khoảng thời gian rất là dài. Anh có sợ khi mà anh quay lại á, khán giả sẽ không còn nhớ anh với một cái vai trò là ca sĩ nữa. Anh có sợ điều đó? Mình thì mình không có sợ là khán giả nhớ, khán giả quên, mà là cái điều đầu tiên á, nó xuất phát đến nó phải là từ cái đam mê của mình, và sau đó từ cái đam mê đó nó sẽ sản sinh ra những cái sản phẩm thú vị đến với khán giả. Thì ở mỗi cái sản phẩm nó sẽ có một cái dấu ấn riêng, thì hy vọng là qua mỗi sản phẩm thì Vương Tú đều có thể ghi điểm một cái điểm nhỏ nào đó trong lòng của mọi người. Khi nhắc tới Vương Anh Tú thì người ta sẽ nghĩ tới là một hit maker. Thì anh có nghĩ là sau khi ca khúc này ra nó là một cái áp lực gián tiếp đối với anh? Áp lực thì thật sự là xét về một khía cạnh nào đó thì nó về một cái thành tích đó, thì nó sẽ rất là áp lực. Tuy nhiên là nếu mà mình cứ bị áp lực đó để mình không có dám ra sản phẩm tiếp theo đó, thì biết khi nào mà mình mới thực hiện được cái đam mê của mình đây. Cho nên là cũng phải vượt qua được cái rào cản. Như anh chia sẻ thì bài này có một cái đoạn rap đó, thì vì em hơi tò mò tại vì các phong trào tạo rap bắt đầu được công chúng đồng người biết đến được khoảng 2 tháng này, thì con rap này được đưa vào trước hay sau khi mà cái rap được nổi lên rất nhiều như bây giờ? Bài hát này được Tú sản xuất xong là cách đây cũng phải 7 tháng rồi, cho nên là cũng không biết là vô tình hay sao đó. Thì khi mà Tú sản xuất xong cái bài hát này lại đúng vào cái dịp mà mọi người lại công nhận rap. Tú là rất là yêu rap từ rất là lâu rồi, ngoài ballad rồi.